Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Cái môn lễ Phật này mình càng tu mình thấy quá đặc biệt, quá hay. Thí dụ như cái giờ như 12 giờ khuya đó, như để ý. Giống như mình lễ Phật một chút là tự nhiên người nó tỉnh và nó hết buồn ngủ luôn. Và cũng ngay cái môn lễ Phật này mà khi mà mình gặp những người bị bệnh ung thư hay là bệnh này bệnh kia, tiểu đường đồ nấy nọ, nếu như mà họ chịu niệm Phật lễ Phật này là con người họ từ từ tự nhiên nó có một cái sức đề kháng đặc biệt lắm. Như là cái môn lễ Phật này nó tóm tắt là quá hay, nếu ai chân thật chịu áp dụng. Còn người già lớn tuổi đâu mà chịu áp dụng cái phương pháp niệm Phật lễ Phật này, tự nhiên cái người đó từ từ tự nhiên, một là họ trẻ lại, lạ như vậy đó, vì xong rồi sức khỏe họ càng ngày càng tốt. Nhất là những người bệnh ung thư, mình thấy người ta lo âu sợ hãi, bản thân mình mà biết cách để hướng dẫn chỉ người ta, giúp cho người ta được an tâm. Giống như có một câu chuyện mà trong cái quyển sách Niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư, có câu chuyện mà người ta ví dụ từ cái cây đu đủ. Như câu chuyện đó ví dụ hay lắm. Tôi nói rằng là cái người này bị bệnh mà bị sợ, có một cái người kia lỡ động viên, nói nhìn cái cây mà đu đủ thấy không, cái cây của nó không có gốc cây, không bao bự bao nhiêu, mà cái thân cây nó phải chịu bao nhiêu trái đu đủ mọc đầy ở trên cái thân cây đó. Vì mà giông gió bão tố nó vẫn chịu đựng được. Không chi con người chúng ta bự như vậy, to như vậy, mà mình bị một cái khối u nào mọc trong người thôi mà bản thân mình chịu đầu hàng sao? Nghĩa là người ta lý luận mà làm cho người bị bệnh đau đó phải được an tâm, được an tâm. Thí dụ như giờ mình gặp ai bị khối u, ung thư, bệnh đau rồi kia, mình có những câu chuyện mình kể cho người ta nghe, cho người ta được an tâm. Người ta nghe, người ta an tâm, người ta tự tin thêm, có sự tự tin phát triển cao thêm. Thí dụ như mình thấy rõ ràng cây đu đủ nó mọc trên người nó quá trời luôn. Rồi cái đầu ta mới ví dụ ra là có những người người ta mang thai mà cái bầu thai người ta mang có khi cái nhóm máu còn khác máu của người mẹ. Nhưng mà tại sao mình mang thai vẫn thấy nó là bình thường, không có lo âu sợ hãi nên nó trở thành bình thường. Còn một cái tế bào ung thư thì tự nhiên bản thân mình nghe mình ung thư cái là mình sợ hãi. Người ta lý luận chỗ đó, người ta kết luận vào cái chỗ là bạn chết ngay chỗ sợ, sợ hãi. Nên cái mà giữ tâm được bình tĩnh quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng. Mà khi con người mình giữ tâm được bình tĩnh, nó mở ra cho mình một con đường đặc biệt lắm. Thật sự rất là đặc biệt. Tại vì trong cái cõi đời này, nếu nói về bất an là nói nhiều thứ bất an. Nên bản thân mình học Phật nó khác cái người không học Phật. Mình học Phật rồi, mình tin nhân quả rồi, bất cứ cái gì đến với mình, con người mình nó nhẹ, rất nhẹ hơn cái người không học Phật. Hay bệnh đau đến với mình vì mình biết con người ai cũng sẽ bệnh thôi. Bây giờ chúng ta ngồi ở đây nè, nhiều người chúng ta đang khỏe gì đó, nhưng mà nếu mình đi khám bệnh có khi mình cũng có bệnh đó. Có bệnh đó, tại vì Phật dạy mà sanh già bệnh chết, con người nhất định ai cũng phải có bệnh. Nên khi mình phát hiện mình bệnh đau, ung thư, bệnh này bệnh nọ, tiểu đường, như bây giờ người ta tiểu đường nhiều, nhưng mà nếu biết dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật, sống những ngày tháng bình an, là bệnh thì bệnh nhưng sống vẫn đặc biệt, sống vẫn bình thường, không có gì cả. Nên có được cái tâm bình an là cái rất quan trọng. Thật sự có khi khi mà những đức mà gặp việc này việc kia, những đức thấy có những người mà người ta vẫn quý thương những đức bình thường. Giống như đây có một cặp vợ chồng là Đồng Văn Nam, những đức nhớ hồi đó mà hồi cấp trước mà khi những đức mà sắp sửa đi ra khỏi chùa,
Gia đình hai chồng không có giàu, ở đâu như tôi không biết, Đắk Lắk hay gì xa, mà người chồng mà đi lên tới chùa luôn. Mà nhớ hồi đó như Đức ngồi trong kho gạo, chú lại chú nói một câu: thầy về nhà con đi, hai chồng con làm ruộng làm rẫy nuôi thầy cho thầy tu. Mà cái cảm giác mình thật sự mà nói mình rất là xúc động nha. Tại vì những Đức nhìn hai vợ chồng rồi có một đứa cháu, mà đứa cháu nó giống chú vậy lắm, thì mình tưởng đâu là con không, mà mình nhờ ông lớn tuổi mà ông trẻ, hai chồng trẻ lắm mà có con rồi, sinh con lo đi làm rồi xong mà đưa cháu, đưa con cho hai vợ chồng nuôi, là gọi là kêu hình như là ông ngoại ông nội vậy đó. Xong cái lợ nói những Đức là: thầy về nhà con đi, hai chồng con làm ruộng làm rẫy nuôi cho thầy tu. Họ nghe mình nghe một câu nói mà thật sự quý vị, mình chưa về nhà họ nghe quý vị, mà trong lòng mình nó thật sự nó ghi ơn, nó nhớ trong lòng. Lên tu trên rừng những Đức mỗi lần, những Đức ưa qua quan sát, những Đức nhìn có hai chồng còn lên tu nay, những Đức thấy nay thật sự mà nó lên tới cái công đoạn mà những Đức nhìn thấy quý vị này, là quý vị cũng phải phải canh giờ để bấm bấm chờ đợi lắm, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Tại vì số lượng người đông quá. Nay tôi thấy hai chồng chú Đồng Văn Nam, tuy là những Đức không có đến nhà, nhưng mà một lời nói đó thật sự mình rất là biết ơn. Lúc mình gặp khó khăn nói một câu mình xúc động, mà thấy lam lũ lắm, cằn cù. Chú lợi chú nói một câu, chú thôi Đức ngồi trên ghế, mà chú lợi chú quỳ xuống kế bên như Đức. Chú nói một câu: thầy về nhà con đi, hai chồng con làm ruộng nuôi thầy tu. Rồi mình nghe mình xúc động làm sao đâu. Xong rồi những Đức nói: nhìn không sao đâu, những Đức ở chùa nuôi cái cụ không sao đâu. Một chút rồi những Đức đi ngang cái hàng ghế mà trước bảo tháp, những Đức thấy chú ngồi, mà những Đức lúc đó là chạy xe ngang, những Đức ngồi trong xe, những Đức ngoái lại, những Đức nhìn chú suốt. Tại lúc đó mình có việc mình phải phải đi thôi, nên từ nơi đó mà không kịp chào. Nên những Đức nói rằng là con người cái ơn nghĩa quan trọng quý vị, thật sự cái ơn nghĩa nó ngay cái chỗ lúc mình khó khăn mà người ta đến với mình. Thật sự mà nói cái tình bạn nó không có nói lên gì khi lúc bình thường, cái tình bạn nó nói lên lúc mình gặp sự cố trong cuộc đời. Con người có thể quý vị tung hô họ ghê lắm, nhưng khi trong cuộc đời ai cũng sẽ gặp sự vấp ngã thôi. Nhưng khi mình gặp vấp ngã mình mới biết con người nào là người mà người ta nhớ ơn mình lúc bình sinh mình giúp đỡ cho người ta. Con người mình nên ngồi suy nghĩ lại vậy. Lúc bình thường ví dụ như có nhiều người ta buồn lắm á, thất vọng lắm á, nhưng mà đương thời những Đức vui, những Đức chia sẻ pháp vui lắm. Nhiều người nhờ nghe những điều những Đức chia sẻ mà người ta hết buồn, người ta hết khổ, nên cái ơn đó người ta nhớ vô cùng. Giống như mà có nhiều người ví dụ như cô Sòn đồ này kia, nhiều cô ở xa mà người ta cứ lo những Đức mà người ta buồn, người ta khóc suốt luôn. Thật sự mà nói cái tấm lòng nó thôi quý vị, những Đức cũng đã là quá nhớ ơn họ luôn rồi. Nên quý vị biết vì sao mà có những người nói công nhận, chú công nhận hay thiệt, ở trong một căn nhà suốt một tháng giờ không đi ra ngoài, mà trong đó mỗi ngày tu 4 năm thờ, đóng cửa như nhập thất luôn á, làm hay vậy ta. Những Đức nói rằng từ khi những Đức phát tâm đi tu là những Đức đã thích ở nơi rồi. Cái nơi đầu tiên những Đức ở nó hơi nhỏ nhưng mà cũng ở nơi. Cái nơi thứ hai nó lớn hơn mà những Đức cũng ở nơi. Cái nơi thứ ba những Đức đến là cái nơi nó nhỏ vô một gia đình luôn, những Đức cũng ở nơi. Cái đặc biệt mà những Đức ở được là do nhiều những Đức niệm Phật lễ Phật, có quý vị. Bây giờ mỗi ngày những Đức tu năm thờ là những Đức ở một nơi trong nhà không á, chỉ lên xuống cầu thang thôi, rồi vô phòng lên xuống cầu thang vô phòng vậy thôi đó, mà những Đức rất là vui. Cái này là nói 100% luôn, là từ đâu? Nhờ niệm Phật lễ Phật á quý vị. Những Đức muốn nói cái điều này ra cho quý vị nghe là cái niệm Phật lễ Phật này nó hay dữ lắm. Chứ con người mà không thể nào mà trói buộc ở trong một nơi được đâu quý vị. Thật sự mà nói những Đức ở cái nơi cũng là cái nơi phồn hoa đông người đó, nhưng vì kêu những Đức đi ra ngoài đi, cô chủ của nó có khi: thầy bận bộ đồ đời đi ra ngoài chơi một chút, lại siêu thị đâu chơi một chút. Nó những Đức không có cảm giác này, ngộ vậy đó. Những Đức không có cái cảm giác mà đi lỡ chỗ khác chơi quý vị. Có khi những Đức chỉ thích là dù những người tu ngồi chơi với nhau một chút thôi,
Cho Như Đức ở chỗ nào đó, người tu ngồi chơi với nhau một chút là nó được. Chứ Như Đức không có muốn đi đâu hay du lịch hay là chỗ nào siêu thị, Như Đức không có cảm giác đó. Dù bây giờ Như Đức bận đồ đời đó, Như Đức cũng không có cảm giác nữa. Cái này là cái thật sự tự tâm luôn á, chứ không phải là bị ràng buộc gì không có đâu, là không thích đi, là chỉ thích niệm Phật, là thích tu vậy là đủ. Nó cái đó là cảm thấy nó bình an được nội tâm. Nên Như Đức nói với vị nghe, quý vị chịu niệm Phật lễ Phật, quý vị sẽ không có buồn đâu. Người bệnh đau ung thư đồ này kia, quý vị không có buồn đâu, thật sự quý vị sẽ không có bị thất vọng gì đâu. Chịu niệm Phật lễ Phật là đặc biệt nhất. Như Đức nói với vị cảm ơn Phật Bồ Tát, nếu như mà không có cái pháp niệm Phật này chịu không nổi, thật sự luôn. Công nhận cái pháp niệm Phật này quá hay, nên quý vị phải áp dụng cái pháp niệm Phật này và phải mở rộng ra, hướng dẫn cho người khác, những người đủ duyên. Gặp người ta bệnh đau ung thư đồ bất an, chân thật dùng những phương tiện, những câu chuyện kể cho người ta nghe. Nó giống như đó, như Đức thấy nhiều bà cụ mà gãy tay mà bán niệm Phật mà tự lành á. Như Đức thấy rất nhiều người luôn à, nhiều người bệnh đau mà rất đau đủ niệm Phật hết. Mà chân thật nghe, mà chân thật làm hết liền. Nên những Đức nói rằng mà cái tâm mà bình an nó quan trọng lắm. Quý vị biết rằng thân bệnh nó không đáng sợ bằng tâm bệnh. Cái tâm bệnh là đáng sợ lắm. Con người mà cái tâm nó thông được rồi là không còn bận tâm lo âu gì hết. Nên những Đức nói rằng cuộc đời con người mấy mươi năm ngắn ngủi, có một hai chú đi theo những Đức. Chú Tâm Nhiên cũng nhỏ tuổi, nghĩa là bây giờ ông đi theo những Đức thì những Đức không biết máy móc, ông bấm máy thôi. Nên những Đức tu là ông phải tu theo những Đức. Mấy vị biết con người những Đức làm gì nó kiên nhẫn lắm. Làm cái gì là thấy gì chứ lệ ề làm hoài luôn á, không phải giỡn đâu. Tu là nhất định tu tới luôn á. Mà mấy ông này thì thờ hay thờ hồi đó tới giờ, mà còn trẻ này mà theo những Đức mà nói 12 giờ phi cũng phải theo. Tu viết mà sáng mà ngồi mà thấy gục mà lộn mèo luôn. Nhưng mà mẹ tôi cũng yên tâm. Tại vì sao? Vì theo những Đức là phải làm việc ý nghĩa. Và theo những Đức là phải tu. Theo những Đức còn ăn chay, ổng gặp những Đức nói một câu: con mà gặp mà không theo thầy mà con về nhà, chắc là giờ con nghỉ tu luôn. Con nghỉ tu luôn. Chứ không phải dễ đâu. Cho quý vị biết chứ, mình á, nó có cái đầu kéo nó quan trọng lắm á, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Cái người bình thường mà mình về một cái gia đình mà không tu hành gì, một thời gian ngắn thôi. Có những người trong chùa mà vừa về nhà có 2 ngày thôi, ăn mặn lại. 2 ngày thôi ăn mặn lại. Nhưng Đức nói một câu gì nè, biết rằng là nó bước ra ngoài đời thì nhập duyên nhập cảnh, nhưng mà mỗi một con người nên suy nghĩ lại, mình đã ăn chay lâu nó dưỡng được cái tâm từ bi của mình. Nếu bây giờ mà nói mà kêu gấp miếng thịt mà ăn khó, nó thật sự rất là khó, không ăn được. Tại vì nó nuôi dưỡng được cái tâm từ bi của mình, quý vị. Như những Đức mà vào nhà vệ sinh mà những Đức thấy một con kiến nó gớt xuống cái nhà cầu thôi, những Đức cũng lấy tay những Đức khiêu con kiến lên. Tại vì mình nghĩ đó cũng là một sinh mệnh. Còn khi những Đức muốn rửa mặt mà kiến mà nó bu xung quanh của cái chỗ mình rửa mặt, là những Đức sẽ đi chỗ khác những Đức rửa. Mà những Đức nói chuyện giống như mình bị khùng ấy. Nó tôi lần kia tôi rửa mặt, các vị ở đây một chút đi nghe. Để không thôi người ta lại người ta rửa mặt nó gớt xuống lỗ cống chết. Nếu mà người ta nghe thì người ta nói ông này chắc khùng. Nhưng mà thật sự mình tin Đức Phật dạy tình dữ vô tình đồng viên chủng trí. Mình chân thật mình nói nó nghe. Vậy đấy vì 5-10 phút sau mình lợi nó đi hết trơn. Thật sự luôn á. Nên tự nhiên con người mình, tự nhiên mình có một cái tâm mình thương con vật nghe. Nên những Đức nói quý vị mà ăn chay trường không được á, quý vị niệm Phật lễ Phật với quý vị ăn chay trường ngon là luôn. Tại vì cái niệm Phật lễ Phật này nó phát tâm từ bi. Nên cái người mà ăn chay trường mà cứ chặt ruột hoài, quý vị ăn chay trường không phải đơn giản đâu. Thì phát tâm chay trường là bị trở ngại liền á, nó có nhiều trở ngại lắm á. Nhưng mà vì niệm Phật lễ Phật đi, trong cái bổ nguyện của Phật từ bi nên gia trì sẽ phi. Vì thuận tiện với ăn chay trường liền á. Mọi vị đừng có lo ăn chay trường không phải thiếu sức khỏe đâu. Con người ăn chay nó có một cái sức dẻo dai kinh khủng luôn. Mà quý vị ăn chay trường được rồi là con người bị tâm nó dịu xuống liền.
con người nó đỡ nóng tính lắm. Mà càng về sau con người vị sẽ có một cái trí rất là sáng, chắc chắn vậy luôn. Nên từ nơi đó mà cái việc mà niệm Phật ăn chay nó không phải là mê tín đâu quý vị. Nó là một cái việc rất là khoa học, rất là tốt. Rất là tốt luôn. Tại vì một là dưỡng thân, dưỡng tâm cho mình. Và con người mình nó rất là nhẹ nhàng. Và nó rất là vui mà nó dưỡng được lòng từ nữa. Thật sự. Quý vị mà niệm Phật ăn chay đi con, quý vị mà niệm Phật ăn chay đi. Đứa con này sẽ không bao giờ bất hiếu với quý vị đâu quý vị. Thật sự. Nó không bất hiếu với quý vị đâu. Nó thật sự luôn á, mà nó hiền. Cái người mà niệm Phật ăn chay là từ từ hiền bớt lại. Có giữ cỡ nào từ từ cũng hiền. Mà có người mà giận hờn lâu dài mà niệm Phật ăn chay giết nó cũng đỡ. Nên những đức nói rằng những người mà ung thư mà bác sĩ chạy rồi quý vị, chẳng thật vì phát tâm ăn chay trường bị niệm Phật, lễ Phật thử đi. Dù cái rung này bị tu thử đi. Rồi từ từ người vì nó phát một cái năng lượng lạ lắm. Không biết sao á. Những đức nói thật sự bây giờ trên cái màn hình này thôi. Nhưng mà nó có một cái từ trường đặc biệt lắm kìa. Nó có nghĩa là nó tu nó có một từ trường cực kỳ đặc biệt luôn. Nên con người sống trong cuộc đời này vì cái ơn cái nghĩa quan trọng lắm. Những đức nói con người nghèo chết bỏ. Nhưng cái chung nghĩa là con người nó quan trọng. Con người mà mắc cái chữ chung, những đức nói cho vị nghe, niệm Phật cũng không tín nguyện được. Vì mắc chữ chung. Không chung với người làm sao chung với Phật được. Cái gì nó cũng đi từng cấp thấp nhất lên đến cao. Giống như mình muốn á, sanh về thế giới của Phật thì bản thân của mình ở cõi ta bà phải làm, người dân ở cõi ta bà phải có được một chút, không tệ. Nhưng mà cái chữ chung đặt với con người quan trọng. Thật sự, con người như Đức nói gì với cái ơn, như Đức nhớ lâu lắm. Cái ơn là mình đối với mình là rất quan trọng. Như cái chú gia đình chồng, cái gia đình mà cái chú đó, đang ngồi đó, Đồng Văn Nam là như Đức nói. Một câu nói đó thôi mà Nhân Đức nhớ ơn, hoài giỡn đâu. Mà Nhân Đức nhớ ơn quý vị là Nhân Đức phải làm gì? Mỗi ngày Nhân Đức tu. Quý vị thấy Nhân Đức tu, quý vị tu theo. Đó là Nhân Đức báo ơn quý vị đó. Đó. Rồi trong cái lúc Nhân Đức tu, Nhân Đức có những cái cảm giác lợi ích, an lạc gì Nhân Đức đem Nhân Đức chia sẻ cho quý vị. Đó là Nhân Đức trả ơn quý vị đó. Tại vì dù bây giờ Nhân Đức không còn làm người xuất gia, làm người cư sĩ, nhưng cả đời Nhân Đức cũng muốn tu hành. Ăn chay niệm Phật, tu hành thôi. Và cả đời Nhân Đức sẽ không bao giờ muốn đi chơi chỗ nào, đi du lịch chỗ nào. Dù bây giờ Nhân Đức làm cư sĩ luôn. Cả đời luôn quý vị. Thật sự Nhân Đức thấy rằng con người mình có thể tập sống như vậy là hay, đặc biệt. Đó. Bạn mình gặp toàn là những bạn tu. Gặp nhau nhẹ nhàng. Không có nói gì danh lợi giàu sang gì. Đó là điều hạnh phúc vô cùng của cuộc đời mình. Khi đến với cõi này, nó thật á. Nên có khi mà gặp những người mà tu hành gặp mình, người cư sĩ thôi, sống có chữ chung, dù giàu nghèo gì, nhưng mà đến với nhau thật sự mà nói, nó cảm thấy nó bình an gì đâu quý vị ơi. Những đứa nói với vị nghe nè, quý vị mà gặp ai bị chơi chung đi, con người đó tính toán so đo, quý vị cũng bị bất an nữa. Quý vị sẽ bị bất an liền, nó bị tác động bất an vì người ta tính toán so đo. Mình chơi với người ta, mình chịu thiệt hoài chịu cũng được. Nên giết rồi mình cũng tính toán so đo luôn. Nên những đức thích chơi với những người bạn đơn giản bình dị. Nên tại sao hồi đó những đức đủ duyên là những thương người mù, là vì mình thấy người mù mình chơi với họ thấy bình an nhất, cũng ai dành cho mình làm gì. Nên những đức nói rằng cái chữ chung rất quan trọng, cái đó là chữ nghĩa, chung nghĩa là rất quan trọng. Những đức nói cả đời những đức nhất định những đức không phản ai 100% luôn. Những đức nói rằng thà người trở mặt với mình không trở mặt với ai. Bạn bè dù là đối xử với mình như thế nào đi chăng nữa, 5 năm, 10 năm sau gặp lại, không bao giờ nhắc chuyện cũ là gì. Quý vị nhớ mình học Phật rồi. Người ta đối xử tệ với mình cỡ nào khi người ta đến với mình, đừng nhắc chuyện xưa. Đừng nhắc chuyện đó nữa. Đã đến thì hãy lập trình cũng như lúc trước, thuận hòa mà nói chuyện. Đừng có nhắc cái chuyện cũ. Đừng có nhắc những việc mà người ta đối xử với mình tệ bạc. Vì đặt mình vào họ biết đâu bản thân mình cũng có được gì không. Mình có giữ được tâm nó hay không? Nên mình nghĩ mình là kẻ phàm phu đi. Có khi cái sự tác động làm mình cũng sợ. Nên những đức nói với tất cả những người mà những đức từng quen, dù quý vị có như thế nào với những đức, nhưng một ngày nào gặp lại đừng có ngại. Vì những đức không bao giờ nhớ những việc đã qua. Và cũng không bao giờ buồn trách họ. Vì sao? Vì chúng ta đều là những kẻ phàm phu. Nên đặt vai trò thấp một chút. Đừng nên đặt cao quá. Để cho người ta có thể tu tập được. Nên những đức nói cả đời con người hãy đặt chữ chung.
nghèo chết bỏ chung là quan trọng. Thật sự quý vị coi như Tào Tháo, Tào Tháo mà tại sao mà tôn trọng Quang Vũ? Quang Vũ chỉ đúng chung thôi, đúng cái chữ chung thôi, giống như người ngu ấy. Nhưng mà cuối cùng Tào Tháo lại tôn trọng. Đó. Tào Tháo dùng mọi cách khi chặn đường Tào Tháo một cái, mà Tào Tháo nhảy xuống ngựa, Tào Tháo năn nỉ, mà ông thà ông bỏ mạng ông, nhưng ông chung ông không giết Tào Tháo. Đó. Chỉ có cái đức của ông như vậy thôi mà Tào Tháo tôn trọng ông, tôn trọng ông luôn, cả đời Tào Tháo tôn trọng Quang Vũ nhất. Nên cái chữ chung rất quan trọng đối với con người. Nên mình chung rồi mình mới chung với Phật, mình mới tín nguyện niệm Phật không thay đổi. Nên cả đời những đức niệm Phật không bao giờ thay đổi. Vì thật sự con người những đức sống có chữ chung, quý vị, những đức sẽ không bao giờ phản bất cứ một người nào cả. Tại vì mình đã hiểu rồi, mình hiểu rồi, cuộc đời nó ngắn ngủi lắm. Nên những đức mong rằng những cái bài học tập đơn giản này của chúng ta sẽ hình thành được cái nhân cách sống của con người mình. Ai thì con người sống cũng có cái sai, nhưng đừng bao giờ chúng ta đặt họ phải sai cả đời. Thật sự người ta đều có sai, con mình có sai, nhưng đừng bao giờ đặt họ sẽ sai cả đời. Một con người có thể có ăn trộm, nhưng đừng bao giờ bị nói họ ăn trộm cả đời, vì không cho họ cơ hội. Họ ăn trộm một lần, mình gặp họ mình nghĩ họ sẽ ăn trộm, mình sợ họ, làm cho họ cảm thấy buồn và quay về cái tâm ngày xưa cứ ăn trộm mãi. Con người sai chưa hẳn là sai cả đời. Nếu như họ mà đứng lên được, họ còn đặc biệt hơn quý vị nữa, chứ không đơn giản đâu. Nên chúng ta mỗi một con người tu hành phải mở tâm lượng ra, cho người khác cơ hội là cho mình cơ hội đó quý vị. Đây là sống rất là đặc biệt, quý vị sẽ thấy bình an. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.